tại vì sắp tới giờ mình cũng muốn nói về clip thực phẩm. Chắc mình nói thêm 15 phút nữa về cái đề tài link cái thực phẩm á, cái này nó quan trọng lắm. Mọi người có đủ mặt hết chưa? Cái này là một cái dùng cái ứng dụng cái phát hormono trong cái link thực phẩm này ở trên mạng Facebook, nghe rõ không? Tại vì bữa trên mạng cũng có nói là để sẽ chia sẻ ở trong lớp học rồi. Nó cái chuyện mà cái link thực phẩm này á, nó là một cái kinh nghiệm cũng rất là hay. Hồi trước giờ á thì mình vẫn cứ nghĩ, mình vẫn biết rằng là khi mình ăn đồ ăn thì mình cứ cảm ơn, thương lắm, xin lỗi ha, mình vẫn đọc, mình clean mỗi ngày vậy. Còn ai ví dụ như theo truyền thống cái pháp môn tu tập của mình, hay là có những cái cách của mình rồi cầu nguyện gì đó vân vân, làm đủ thứ hết. Nhưng mà riêng cái phương pháp Pomodoro này, nó có một cái kỹ thuật, nó có một cái không phải là kỹ thuật luôn nữa, mà nó có một cái nhìn, một cái tương tác rất là kỳ lạ. Mà nếu mà ai mà ứng dụng nhiều á, sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm lúc ăn uống. Đó, như mỗi lần mà ăn uống là nó sẽ có cái chuyện nó khác nhau, hoặc là sẽ nhận ra được một cái bài học, một cái thông điệp, hoặc là ngay cả dù đồ ăn đang rất dở mà mình vẫn làm cho nó ngon được. Đó. Người ta mời mình ly kem, mình ăn đang dở mà mình làm nó vẫn ăn ngon được. Cái chương trình là vua tự kỷ. À, không, nó nếu mà mình nhìn thấy mọi thứ là chương trình đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái vũ trụ này nó rất là huyền diệu. Nó rất là mở, nó giống như chứ nó không phải nó cứng nhắc, nó không phải giống như cái như mình khó xử đâu. Đó. Y như là giờ cái thế giới công nghệ thông tin để cho mình dễ hiểu. Trong cái thế giới công nghệ thông tin á, mọi thứ nó rất là dễ dàng, đúng không? Mình copy cái này ra cái kia, một cái phim này copy ra cái phim kia, 30 giây cái hình này copy ra cái kia, mình có thể vẽ làm ra đủ thứ, mình sáng tạo hầu như là gọi là không bị giới hạn ở trong cái thế giới kỹ thuật số, đúng không? Thì thật ra cái bản chất của thế giới của mình đây này, nó có một cái từ ở trong tâm linh ta gọi là Maya, có nghĩa là ảo hóa. Tất cả các truyền thống và tất cả các tôn giáo đều biết đây là gọi là Maya hay ảo hóa. Nó giống như là cái cõi bồng vậy đó, nó không có thật. Thì để mà mình hình dung nó mộng như thế nào á, nếu mà ai đã từng xem bộ phim Matrix ma trận á, thì mình sẽ thấy rằng là cái bộ phim đó nó cái ý tưởng của nó là như thế này. Nó tạo ra một cái thế giới gọi là thế giới ma trận đó, thế giới đó hoàn toàn bằng lập trình, tức là nó mô phỏng y như thế giới thật này này bằng một cái thế giới ảo. Trong cái thế giới đó là cũng có đường xá, có nhà cửa, xe cộ, con người, tất cả các hoạt động y chang thế giới này, nhưng y như là mình chơi game vậy đó, y như game gì võ lâm truyền kỳ hay game gì mình vô đó nhập vai á, là y như thật là thế giới này sao thì nó bơ nguyên thế giới vậy. Nhưng mà tất cả đều là do cái người lập trình họ tạo ra cái thế giới đó, và những cái nhân vật ở trong thế giới thật này này họ muốn thâm nhập vào thế giới đó thì nó sẽ có một cái kết nối vô cái cổ máy á, kết nối một cái thì lập tức cái tâm thức của họ sẽ đi qua cái thế giới ma trận đó, và họ tương tác trong thế giới ma trận đó. Và trong thế giới ma trận đó nó sướng cái vậy này, họ không cần phải học cái gì hết á, tất cả đều là dữ liệu hết. Ví dụ bây giờ là nó muốn đánh võ đúng không, giờ thích võ gì, karate, jiu-jitsu, aikido gì đó, ông kêu jiu-jitsu ok, lấy cái lựa trong cái đĩa đó, đây jiu-jitsu, bỏ vô trình đạp rẹt dữ liệu chạy vô đấy hết, xong rồi tôi biết võ là ra bún jiu-jitsu ngon y như là một dân chuyên nghiệp vậy đó. Xong cái lúc cái cảnh cái bà Trinity đó lái máy bay, hỏi bà biết lái máy bay không, tôi chưa được huấn luyện, ok chờ tí xíu, nạp cái chương trình lái máy bay rẹt vô cái là coi như là mấy chục năm kinh nghiệm của một người chuyên gia lái máy bay trực thăng là nhảy lên lái. Cho nên coi trong đó những cái cảnh xe cộ lái xe lái máy bay rồi đó là khủng khiếp lắm, coi rất là đã mắt. Thì á, và cái thế giới nó tương tác, tất cả đều lập trình hết. Xong cái ở cái cảnh cuối đó là cái đoạn quan trọng, cảnh cuối là cái nhân vật chính là nhân vật Neo á bị bắn chết. Mà chết trong thế giới ma trận là tâm thức chết trong đó, là bỏ cái xác ở thế giới thật này luôn. Thì lúc đó cái bà Trinity bà chạy, bà thoát về khỏi cái thế giới thật này rồi, bà ôm cái xác của ổng, bà thương vô cùng luôn. Lúc đó bà đau khổ trong cái tình thương tận cùng đó, bà thương ổng thì tự nhiên làm cho ổng bị được sống lại ở trong cái thế giới ma trận kia. Nhưng mà giống như gọi là hồi sinh vậy đó, phục sinh nhé. Thì khi mà ổng phục sinh trở lại thì ổng, cái ông nhân vật Neo đó, ổng lại có một cái khả năng đặc biệt mà mình hiệp hay dùng cái từ gọi là giống như là cái tuệ nhãn đó. Tức là ổng nhìn thấy được ngôn ngữ của mảng nguồn máy, ngôn ngữ máy tính gọi là mảng dị phân á. Lúc đó là ổng thấy ngôn ngữ lập trình, chứ ổng thấy thế giới thật nữa. Tức là cái ổng vừa sống dậy cái là mấy thằng kia nó ngạc nhiên hết,
cái nó rút cái súng nó bắn ổng. Thì khi bắn á thì bình thường người ta mình sẽ thấy một cái viên đạn bay tới đúng không, còn ổng nhìn thấy những cái mã số nhị phân 01010101, chỉ là những cái con số lập trình thôi, nó đang chạy tới đâu á. Giống như mình thấy là game mà hình ảnh này nhân vật kêu quýnh, nhưng thật ra nó chỉ là những cái mã màu, những cái bảng màu nó quay cuồng với nhau, nó được các cái chương trình nó giả lập và mình định nghĩa rằng là nhân vật này đánh lộn với nhân vật kia, chứ thực ra đâu có gì, toàn là màu sắc chạy loạn xạ trên đó thôi. Thì có vẻ ông thấy thực ra nó không phải là viên đạn mà nó chỉ là những cái mã lập trình bị quy định. Thành ra lúc đó ổng lập trình lại, ổng giơ cái tay lên ổng lập trình lại cái viên đạn đó, mất tác dụng, rớt xuống đất. Xong cái mấy người kia quay lại bắt ổng thì ổng nhúng cái ông bay mất tiêu, là tại vì cái lực hút cũng là lập trình luôn, tại vì nó giả lập mà, cho nên ổng không có tất cả các quy luật ở trong thế giới đó hầu như không bị trói buộc ổng nữa, ổng lập trình lại được hết. Thì khi mà ổng đã đọc được đó là ổng gọi là mình clean á, cái chương trình gì mà đến ổng thấy không thích là ổng clean rẹt lập trình lại hết, gọi là reprogram, ổng giải mã hết, ổng lập trình lại hết. Thì cái đó, cái thế giới ma trận đó, nó tên là ma trận, nó ảo hóa y như cái thế giới của mình này. Mình thấy cái thế giới này nó chạy khủng khiếp không đủ thứ hết á, tất cả đều là những cái chương trình hết, mình cũng là một khối chương trình mà. Nếu mà mình có cái khả năng của tuệ á, mình sẽ quán, mình thấy mình là cũng là những cái hạt. Bây giờ đâu cần phải có tuệ đâu, mà với thông kinh hiển vi điện tử mình thấy á, trong đây các cái hoạt động nó chạy khít nhau hết, các chương trình hết. Nhưng mà nói về tâm thức cũng vậy, không phải là mình luôn, mình cũng không phải là thân này, mình cũng không phải là tâm này. Tâm là một tập hợp các cái chương trình, nó mượn các cái chương trình lúc trước, gọi là nghiệp á. Các cái chương trình lúc trước ha, nó là nền để nó lập trình các cái chương trình chạy về sau. Cho nên cái mà hiện tại này nó rất là lệ thuộc vào các cái nhân của quá khứ để nó thiết lập nên các cái tiến trình tâm của hiện tại. Và các tiến trình tâm hiện tại này nó là nguồn để nó sẽ lập trình tiếp các cái tiến trình tiếp theo. Cho mình cũng là một cái con robot không? Có một cái xu hướng gì đó, cái xu hướng nó bị lập trình ở phía bên trong và ở phía bên ngoài. Cho nên cái khối tập hợp này á, nó là cái nguyên cái thế giới này nó tương tác với nhau bằng những cái chương trình hết đó, nó giả lập vậy đó, gọi là ảo hóa đó. Cho nên cái đó gọi là thế giới của tục đế, trong đạo Phật gọi là thế giới của tục đế hay là thế giới của khái niệm, nó kinh nghiệm bằng cái năng lực của tưởng tri. À, cái này là nó hơi chuyên môn tí xíu, này ai sau này học hiểu sẽ biết rõ đó. Còn cái kinh nghiệm của tuệ tri là nó khác, kinh nghiệm của tưởng tri là nó có cái mang tính tương đối, nó có mang tính giả lập như thế này. Cho nên á, cái ngày hôm nay á, khoa học nó đã phát triển tới cái độ là nó hiểu ra được cái chuyện này rất là rõ ràng. Mà cái học thuyết và holographic universe, tức là vũ trụ toàn ảnh, là lúc nào đó Hiệp sẽ chia sẻ, thấy rằng là cái mà cái bàn, cái ghế hay mọi thứ mà chúng ta đang tương tác đây hoàn toàn là do mình phóng chiếu, do cái sự phóng chiếu của mình ra, chứ không hẳn là đó là như vậy. Như trong kinh điển nói, như cái ly nước đó nè, cái thực tại đó là nước mình đang kinh nghiệm vậy không. Nhưng mà nếu mình là chư thiên, mình sẽ không kinh nghiệm nó là nước, mà mình kinh nghiệm nó là lưu ly. Nếu mình là ngạ quỷ á, mình sẽ kinh nghiệm nó là máu lửa, chứ không phải. Hay là nếu mình là naga hay rồng á, mình sẽ kinh nghiệm nó là một cái đền đài để mình ở. Vậy cũng là cùng một cái thực tại, nhưng do cái sự phóng chiếu á, nó sẽ tạo ra cái thực tại đó riêng biệt cho mình. Cho nên đó, thế giới này rất là ảo hóa đó. Đến khi nào mà người ta vượt qua được cái sự ảo hóa đó, cái là như mộng đó, thì người ta sẽ có một cái kinh nghiệm khác vượt trên. Nhưng mà hiện giờ mình đang ở trong thế giới ảo hóa đó, mình hiểu được cái bản chất ảo hóa đó, tức á nghĩa là mình lập trình lại được, giống như là cái trong cái thế giới gọi là gì ta, thế giới kỹ thuật số vậy đó. Mình có thể làm này làm kia chứ nó không bị ràng buộc hay cứng nhắc. Nếu mà mình không hiểu, mình cứ tương tác, mình đối phó thì mình rất là phiền phức. Ok, bây giờ trở lại cái chuyện là thực phẩm này. Câu chuyện thực phẩm á là bình thường á, mình vẫn hiểu rằng là khi mà mình clean thực phẩm là mình cứ đọc I love you, thank you, xin lỗi, thương lắm, cảm ơn không. Nhưng mà đến khi thì tình cờ đọc được một cái mẫu đối thoại của Dr. Hewlett và John Vitale về cái chuyện mà clean thực phẩm á, lúc đó mình thấy là wow, cái ông Hewlett này đúng là một bậc thầy, đúng là một sư phụ luôn á, đúng là một cái nhà, một cái vị có cái tầm nhìn không thể tưởng tượng được. Thì để Hiệp kể nguyên trích lại nguyên cái đoạn đó xong mọi người cảm nhận thử như thế nào nhé. Cái lần đó hai ông đang lái xe đi trên đường thì đói bụng, tới giờ đói bụng quá thì ông John Vitale mới rủ ông Hewlett là đi kiếm gì ăn. Thì dọc đường không có cái gì hết, chỉ có một cái tiệm fast food, thức ăn nhanh thôi. Và bên Mỹ thì mấy cái tiệm đó rất là nhiều. Thì xong cái ông Hewlett kêu ghé vô đó ăn. Thì ông này ngạc nhiên lắm, là tại vì cái dân mà hiểu biết, cái dân tri thức bây giờ là nó chuyển qua ăn vậy, ăn đồ mình kêu là thực phẩm họ không bao giờ ăn thức ăn nhanh mà họ ăn đồ thực dưỡng đó mà. Không, bây giờ là cái xu hướng này, người ta đang ăn thực dưỡng rất nhiều đúng không? Ba cái đồ mà
này kia là đồ không có sức khỏe mà dân hiểu biết, dân tri thức mà nhất là bên tâm linh đó, họ không có khe đó. Thì ông John Vitale ông nghĩ trời ơi, cái ông này là bậc thầy mà sao rủ vô cái quán này ăn, ok, nhưng mà thầy mình kêu thì mình cứ vẫn vô đó. Đi vô xong cái ông chờ coi thử ông kêu cái gì. Ông kêu một cái bánh hamburger thịt gấp đôi, phô mai gấp đôi. Xong cái ông này ông kêu what, quái, cái đó là đồ ăn của bệnh tim đó, ăn kiểu đó là bị tim mạch đúng không, mà sao ông này ông kêu thì ông, nhưng mà thầy mình kêu sao ông kêu như vậy, cũng y kia ông kêu luôn. Ra xong cái ông kêu ê ông ăn cái này là đồ bị tim mạch này, rồi mà sao ông, mà mình ăn vậy. Sao ông kêu rác clean đi. Hỏi clean sao thì ông kêu lên ông mới nói vậy nè, đầu tiên cảm ơn thương lắm, sau đó câu kế tiếp khi tôi ăn vô, ông nói với cái thực phẩm á, khi tôi ăn vô nếu có bất cứ điều gì xảy ra đối với tôi, tôi nhận trách nhiệm 100% để tôi dọn dẹp, không phải lỗi của Du, không phải lỗi của tôi, chấm hết. Rồi ăn cái đặc biệt là chỗ đó, mọi người có thấy kinh dị cái chỗ là ông nói cái câu là bất cứ điều gì xảy ra nha, bất cứ điều gì xảy ra nha, không là tôi nhận trách nhiệm 100%, không phải lỗi của Du, không phải lỗi của tôi. Đó chính là một cái nhìn đó cực kỳ giải phóng luôn á. Giờ để diễn tả cái cảm giác của mình khi nghe câu đó nè. Thông thường á, như hồi nãy nói là khi mình làm mình bị một cái sự kiện gì á, mình hay đổ thừa là tại cái này dẫn đến cái này, đúng không? Tại cái tay nó làm ngứa con mắt, hay tại ăn cái này tôi bị bệnh, tại ăn cái kia tôi bị bệnh. Cho nên khi mà mình đinh ninh như vậy á, mình đổ hết trách nhiệm lên cho cái sự kiện đó, mình không thấy chương trình nữa. Mình không còn thấy chương trình nữa. Có nghĩa là cái chuyện mà tôi ăn cái món này tôi bị đau bụng hay bị tiêu chảy hay là tôi bị trúng thực á, thực ra nó là đến ngày đến giờ cái chương trình nó chạy, không phải tại ăn nó đâu. Nghe nó kỳ cục không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu được như vậy mình mới clean được. Còn nếu mà mình vẫn thấy tại tôi ăn cái món đó tôi bị bệnh đó, lập tức là mình vẫn ở trong cái chương trình, mình không bao giờ hết. Giống như là Hiệp thấy mà cái tay mà nó là ngứa mắt, không bao giờ hết ngứa mắt. Nãy có anh gì đó, anh nói anh vừa hiểu cái pháp xong hết đau lưng liền tại chỗ đó. Anh Thành đó, nếu mà chúng ta hiểu đó là chương trình và chúng ta biết yêu thương, biết dọn dẹp cái chương trình đó, tự động sẽ thấy được ngay phép lạ, thấy được chương trình nó sẽ chuyển hóa. Còn nếu mà chúng ta cứ đinh ninh rằng là cái xương này muốn trị phải bấm nó, phải dây nó, phải uống thuốc gì tùm lum la đó là ok, thì Dương đi đúng chương trình vậy nó mới hết, tại vì Dương tin như vậy mà. Còn khi mà mình thấy đó là chương trình cũng vậy, khi mình ăn á mà mình đổ thừa là tại tôi ăn cái món này tôi ra cái công chuyện này, nó đúng, nhưng mà nó đúng ở trong cái thế giới tương đối. Còn khi mà mình thấy chương trình tại sao mình phải ăn cái món đó, tại sao đúng ngày giờ mình bị ngộ độc vậy, tất cả đều là do chương trình hết, không phải tại cái món này đâu nha. Cái món nó xuất hiện cho mình ăn á, nó chỉ là nhân duyên của nó thôi. Và khi mà mình hiểu được như vậy á, mình không bị lệ thuộc vào cái chương trình đó nữa, mình không bị kẹt, bị dính mắc vào chương trình đó nữa, mình mới vượt ra khỏi được cái đó, là cái điểm thứ nhất nha, là mình thấy nó tuyệt vời. Cái điểm thứ hai nè, nếu mà mình cảm nhận được, khi mà mình nói chuyện với thực ăn, nếu mình cảm nhận được đồ ăn á, mình vô cùng gọi là gì ta, rất là xúc động. Mình cứ tưởng tượng như thế này nè, cái đồ ăn đó đó, khi mình ăn nó mà trong tâm mình nghĩ đầy những cái tâm nghi ngờ là ồ, tôi ăn vô biết tôi có bị ở trong này không biết có bao nhiêu thua hóa chất ăn cái này không biết tôi ăn thịt nhiều quá rồi có bị ung thư hay là gì đó. Mình học nhiều về cái chuyện đó rồi mà, ăn nhiều quá là ung thư hay là tim mạch gì tùm lum ra nè. Tức là mình vừa nhìn nó là bao nhiêu cái rác của mình phủ chật xuống với nó một cái rộp liền, là nó cái, nếu mà mình nghĩ nó có nó hiểu được á, nó sẽ cảm thấy như thế nào. Giờ như giờ mình có một cái người rất là lạ bước vô trong phòng, mình vừa gặp mặt đó mình nói nhìn cái mặt mày sao giống phường trộm cướp quá. Mình hỏi, mình thử cái cảm giác của cái thằng mà nó nghe cái câu mà vừa mới bước vô chưa biết mặt mũi sao hết, nó sao tao nhìn mày tao nghi là mày phường trộm cướp á, lập tức nó trục trặc liền á. Tự nhiên ở trong lòng nó cảm thấy rối loạn hay khó chịu hay bất an, và thậm chí có thể mình đã kích hoạt cái nhân trộm cắp ở trong nó lên rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn đó một cái, tất cả những cái rác của mình vừa khởi lên này kia, mình lo mình tịnh hóa đi, mình đã giúp cho nó tịnh hóa rồi. Và nếu mà nó thấy được cái tình của mình á, nó sẽ thể hiện lại với mình một cái sự tri ân. Cái đồ ăn á, nếu mà mình ngồi mình nói chuyện với nó kiểu đó đó hả, mình nghe được cái feeling của nó, cái cảm giác của nó, trời ơi, nó giống như nó thoát ra khỏi cái gánh nặng, cái tuổi hờn á, mà tôi cung cấp cho Du cái thực phẩm, tôi giúp cho Du cái sự năng lượng, mà Du nhìn tôi bằng một cái ánh mắt méo mó, Du nhìn tôi bằng một cái nhìn rất là
rất là bệnh hoạn như vậy thì vô problem này, vấn đề này là của vô chứ không phải của tôi, phải không? Là khi mà mình tri ân á, lúc đó mình mới biết tri ân nó là gì. Khi mình hiểu được tới tận cùng của vấn đề, dù cái miếng ăn trước mặt mình là bất cứ cái gì, mình cũng tri ân nó vô cùng. Cảm ơn vô đã đến đây, cảm ơn vô đã có mặt, đã giúp cho tôi, đã làm cái nhiệm vụ thiêng liêng của vô. Và tôi rất là tri ân cái công chuyện thiêng liêng này của vô. Khi mà mình tri ân như nãy Hiệp nói, một cái công chuyện nó được thiết lập, nó phải được tri ân, nó phải được công nhận. Giống như mình ở trong một cái tập thể, mình được tri ân công nhận, chạy rất good, chạy rất ổn. Mà hễ mà nó bị nghi ngờ hay là bị coi thường thế này kia là nó sẽ trục trặc ngay. Mà nó trục trặc là cả cái tập thể nó trục trặc. Cho nên cái chương trình đó mà đạp vô chương trình này, hệ thống này là hệ thống này cũng trục trặc theo luôn. Vì vậy cho nên khi mình ăn cái món ăn á, mà mình tịnh hóa, tức là tịnh hóa cái sự ô nhiễm trong tâm, chứ không phải tịnh hóa cái sự không có cái đồ ăn ô nhiễm mà chỉ có những tư tưởng ô nhiễm thôi. Cái điều này á, Hiệp xin trích dẫn một cái đoạn kinh này cũng rất là ý nghĩa nha. Thời Đức Phật Thích Ca á, có một cái ông đạo sĩ, ông đến ông hỏi Đức Phật Thích Ca cái câu này nè. Ông nói là ăn ông có ăn đồ hôi thối hay không? Ông hỏi là ông có ăn đồ hôi thối hay không? Tại vì cái quan niệm của người Bà La Môn á là ăn thịt tức là ăn đồ hôi thối, ăn mặn là ăn đồ hôi thối, cho nên ông mới hỏi Phật Thích Ca là ông có ăn đồ hôi thối hay không? Thì Đức Phật Thích Ca dư hiểu là ông này ông muốn chuẩn bị làm biệt thị cái chuyện gì đâu. Thay vì ông trả lời là có hay không, thì ông mới kể, Đức Phật mới kể về cái vị Đức Phật trước, Đức Phật nữa, để đó là một cái ý là muốn xác nhận cho thấy rằng là không phải là tôi không nha, mà nhiều, không phải là Đức Phật này không, mà nhiều Đức Phật trước cũng làm y như vậy. Thì gọi là thời Đức Phật Ca Diếp, đó là cách Đức Phật rất là xa xôi. Thời Đức Phật Ca Diếp cũng có một ông đạo sĩ, cũng là một người thân luôn, một người bạn luôn, đến gặp Đức Phật Ca Diếp hỏi câu là ông ăn đồ hôi thối hay không. Thì Đức Phật Ca Diếp mới trả lời với ông đó rằng là không. Xong cái ông này là một đạo sĩ, ông cũng có khả năng, cũng có một số cái năng lực nhất định, cho nên khi ông nhìn cái vị này, ông biết vị này là một vị Phật, là vì có thể hiện tất cả những cái tướng tốt, và ông biết Đức Phật không bao giờ nói dối, lời ngài nói ra luôn luôn là chính xác. Cho nên khi mà ông thấy ông kia nói cái câu vậy, ông rất là yên tâm, và ông tin rằng là ông này ăn chay. Cho đến ông đang ngồi thì thấy có một cái người mang một cái con bồ câu vô cúng cho Đức Phật, Đức Phật nhận, Đức Phật Ca Diếp nhận, thì ông này ông mới nghĩ rằng là ồ, như vậy là ngài nhận là vì lòng từ bi thôi chứ chắc ngài không có ăn. Xong thấy ông kia chặt nữa ngồi ăn, xong cái ông mới ngạc nhiên, ông mới nói ủa tại sao là Đức Phật lại nói dối, mới nói không có ăn đồ hôi thối mà giờ là ăn đồ hôi thối. Xong cái ông ngồi bức xúc lắm, nhưng mà ông chờ ông kia ăn hết xong cái ông mới nói là tại sao Đức Phật, một vị Phật mà lại nói dối, nói ủa ta nói dối cái gì. Xong nói là ông nói ông không ăn đồ hôi thối mà tại sao ông ăn đồ hôi thối. Cái Đức Phật mới nói ồ, thì ra là cái khái niệm đồ hôi thối của ông với khái niệm đồ hôi thối của tôi khác nhau. Đối với ông ăn mặn á, ăn thịt này kia là đồ hôi thối. Đối với tôi khi tâm ô nhiễm á, chính là đồ ăn hôi thối. Tâm ô nhiễm là gì? Khi ông ăn với tâm tham, ông ăn với tâm sân, ông ăn với tâm si, khi ông làm những cái chuyện hư hại, ví dụ tham lam để mà ông có được cái thực phẩm này, ông ăn đồ hối lộ để ông có thực phẩm này, hay là ông xây nhà mà dối gian ông có thực phẩm này, tức là ông làm những cái công chuyện bất thiện để mà ông có cái thực phẩm này, thì cái tâm ông đã ô nhiễm rồi, thì đó là đồ hôi thối. Khi ông ăn mà ông tham chắc vô đồ ăn, đó là đồ hôi thối, bla bla, nói chung là vân vân. Có nghĩa rằng là Đức Phật dạy cho ông ngay lúc đó là thực phẩm không có hôi thối, thực phẩm không có ô nhiễm, chỉ có tâm người ô nhiễm mà thôi. Hiệp xin mượn cái câu chuyện đó để quay trở lại cái chuyện pháp Pomodoro này. Rất là khó chịu khi mà mình nói rằng là thực ra khi mà người ta được học rất là kỹ về thực phẩm, ta họ hiểu rất là chuyên sâu về cái đó, mà khi mà mình đưa ra cái quan điểm này á, thì họ nói rằng là khó thể nào mà chấp nhận lắm. Nhưng nếu mà mình thử thực hành, ngay cả khi mình ăn mà mình bị ngộ độc thực phẩm á, mình biết cách clean tịnh hóa vẫn có thể hết được ngay lập tức. Còn nếu mà mình thấy rằng là tại vì cái thực phẩm này là cái nhân này, mình ở trong cái thế giới hiện tượng, ở trong cái đương nhiên, còn như nãy em nói là cái program, cái chương trình khi mà nó chạy rồi đó, đúng ngày đúng giờ nó chạy, chẳng phải tại này, chẳng phải tại kia, chẳng phải tại bị thị lại gì hết, tất cả những cái ABCD để nó dẫn đến cái tình trạng này chỉ là do nhân duyên nó đủ để nó, chương trình nó chạy á, một khi là nó chạy nó sẽ hội đủ nhân duyên lại để nó tạo thành cái sự kiện đó thôi, không phải tại nó đâu. Còn khi mà mình cứ thấy ở trong cái đó thì mình bị ngưng lại ở trong cái giới hạn đó, thì mình sẽ bị giới hạn hoài. Vậy thì cái clean thực phẩm ở chỗ là đó, khi mà Hiệp thực hành, ví dụ ngồi trước cái dĩa đồ ăn, xong cái mình nói với nó liền, khi tôi ăn vô tôi nhận trách nhiệm 100% nếu có điều gì xảy ra với tôi, tức là đau bụng hay là nhức đầu hay là bệnh ung thư hay bất cứ cái gì, vấn đề gì, đó là chương trình nha, không phải lỗi của Du, không phải lỗi của tôi,
không, và tôi rất là tri ân, rất là cảm ơn sự có mặt của Dung đã cho tôi cái cơ hội được thọ dụng cái này, tri ân rất là nhiều. Thank you. Thì á, đôi khi mình làm như vậy xong á, tự nhiên mình thấy á, nó sẽ đến cho mình rất là nhiều những cái nguồn sáng tạo, cho mình hiểu được những cái gì xảy ra, hay là tức là trong lúc ăn đó mình sẽ hiểu được, mình sẽ có một cái feeling, một cái cảm giác rất là khác, chứ không phải chỉ là một cái hoạt động bình thường là ăn cho nó qua chuyện, nó qua loa để mình đi làm cái chuyện khác. Đó không phải, ngay cái lúc ăn đó mình enjoy từng cái miếng ăn và mình cảm nhận được, có khi mình sẽ nhận được rất là nhiều những cái kiến thức rất là mới lạ ngay trong cái lúc mà mình đang ăn cái thực phẩm đó. Và nếu mà mình làm, mình ứng dụng được cái đó trong mỗi ngày á, không, mình nếu mà mình hết pin nè, chắc nó nói mình ngừng ăn cơm đó. Rồi thôi tạm ngưng đi, để chiều mình nói tiếp. Có mấy cái đề tài có liên quan tới huấn luyện cho đồ vật, huấn luyện cho này kia, rồi tĩnh hóa môi trường xung quanh, rồi nhiều thứ lắm, thì sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đó trong cái thời gian qua mình thực tập như thế nào, mình cảm nó phản hồi lại như thế nào. Cũng